Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa toàn thể đại chúng. Thì trong buổi sáng hôm nay, do sự phân công của chư tôn đức giáo phẩm, chúng tôi đã trình bày cái phần đề tài buổi sáng, đó là tâm đức của vị trụ trì. Thì, qua cái phần trình bày vừa rồi, đại chúng nghe, nếu mà các vị thấy chỗ nào mà nó các vị không vừa lòng thì xin các vị cứ nói, hay là các vị có chỗ nào thấy rằng là cần phải hỏi lại thì các vị cũng cứ nói, rồi chúng ta sẽ cùng nhau bàn bạc rồi chúng ta tháo gỡ. Thực ra thì chúng tôi nói thì phải nói thôi, nhưng mà rồi thì cũng do cái tùy theo cái nhận định của các vị, mỗi người có một cái nhận định thì có thể có vị có những cái ý kiến khác thì các vị cứ nói, bởi vì trong cái khóa này á, thực ra thì nếu mà nói cho chính xác á, thì mình phải nói rằng là chia sẻ kinh nghiệm trụ trì thì nó đúng hơn. Chúng tôi chỉ chia sẻ thôi, hay là ở dưới các vị trụ trì do có kinh nghiệm trong cái việc làm trụ trì, các vị cũng có thể chia sẻ với đại chúng, chứ không phải là riêng các vị lên đây trình bày rồi ở dưới phải nghe đâu, không có nhất thiết là phải nghe đâu. Các vị có thể có những cái kinh nghiệm mình làm trụ trì, mình trình bày cho đại chúng cùng nghe để cùng học. Bởi vì tổ sư của chúng ta đã dạy á, cái sống á, thì làm sao làm gì? Sinh nhau sống chung, đúng không? Còn cái biết á, thì làm gì? Thì học chung, đúng không? Còn cái linh á, là tu chung. Cho nên tổ bảo mình rằng là nên tập sống chung tu học. Bây giờ mình chưa có sống chung được thì bây giờ mình tập chia sẻ với nhau những cái kiến thức riêng, mình chỉ giải cho nhau. Chứ còn không phải là mình tới đây chỉ nghe không đâu. Các vị có thể trình bày cái kinh nghiệm của mình qua cái việc mà làm trụ trì, nhưng mà chỉ chia sẻ trong cái phạm vi mà chúng tôi nói thôi. Tức là một vị trụ trì á, cần phải với cái tâm đức của mình, mình phải như thế nào để cho cái ngôi đạo tràng của mình nó càng ngày nó càng tốt hơn, nó phát triển hơn. Ở trong cái phần cuối á, phần kết luận á, thì hồi nãy chúng tôi không có trình bày cho các vị, nhưng mà ở đó các vị coi lại các vị sẽ thấy. Người trụ trì có trách nhiệm phải thể hiện tốt chức năng của ngôi đạo tràng tịnh xá là hoằng pháp lợi sanh. Một ngôi tịnh xá đó là cái chỗ là để mà hoằng pháp lợi sanh. Mà hoằng pháp không có phải là chỉ thuyết giảng không đâu, mà mình làm thế nào mà để cho Phật pháp á, nó lan tỏa ra, để cho nhiều người thấm nhuần được Phật pháp, có nhiều người hiểu được Phật pháp, mà có thể là họ tiếp cận với mình không phải là do mình thuyết pháp đâu. Có nhiều vị trụ trì không biết thuyết pháp mà cũng không thuyết pháp nữa, nhưng mà vẫn độ được chúng đông, rồi Phật tử đông, tịnh xá càng ngày càng mở mang, mà trụ trì là không có thuyết giảng đâu. Cho nên á, hoằng pháp lợi sanh không có nghĩa là mình thuyết pháp hay, mình nói giỏi đâu, mà là do cái tâm đức của mình á. Chúng tôi biết á, ở trong đây bây giờ có ni trưởng Hiếu Liên á, mấy bữa ni trưởng ngồi chỗ đây nè, bây giờ ni trưởng đi về rồi phải không?
Ni trưởng Hiếu Liên là trụ trì cái tỉnh Sáng Ngọc Long ở ngoài Đồng Nai á, tức là hồi xưa đó ở đó gọi là rừng lá đó, hay là căn cứ 4 á, ở Đồng Nai á. Hình như chúng tôi nghe nói là ni trưởng đâu có thiếu pháp giảng kinh gì đâu. Nhưng mà hễ mà ai mà chết á, cái ni trưởng dắt mấy sư cô đi tụng kinh. Cái nào ta thấy người ta thương người ta, ta tới chùa rồi cái là rồi, lần hồi người ta quy y. Còn thuyết pháp giảng kinh là mấy cô đệ tử thuyết chứ còn ni trưởng không có thuyết. Nhưng mà chúng ở Ngọc Long á, nghe nói đông dữ lắm. Phải không quý ni sư? Chúng Ngọc Long đông lắm phải không? Phải không? Mấy vị mà ở Ngọc Long là đệ tử xuất gia, chúng ở Ngọc Long là rất là đông. Mà ni trưởng thì bản thân ni trưởng không có thuyết pháp. Nó nhờ cái tâm đức của cái vị trụ trì đó, độ được chúng đông, từ các Phật tử mới nhiều. Cho nên cái ngôi đạo tràng Tịnh Xá là có cái chức năng là hoằng pháp lợi sanh. Cho nên mình không thể biến cái cơ sở này thành cái nơi kinh doanh sinh lợi nhuận. Mình không biến cái cơ sở, cái Tịnh Xá đó thành là cái nơi mà kinh doanh sanh lợi nhuận, rồi phục vụ cho sự sống cá nhân của mình. Bởi vì khi mà mình đi tu á, mình phát tâm xuất gia đó, thì hình như ai cũng vậy, ra đi chẳng dính trong người mãi mai danh lợi, tâm hơi của tiền. Nhưng mà có một điều là hình như chúng tôi có nói với đại chúng rồi, mấy cái chú mà vô tu á, nó vô cái nó mặc bộ đồ đời, rồi nó xin xuất gia, cái rồi mình phải may cho nó bộ đồ lam, bộ đồ nâu để nó mặc, may cho nó cái áo dài, thậm chí mà cái khăn rồi cái bàn chải đánh răng, rồi cái kem đánh răng á, cũng phải cho nó. Nhưng mà nó ở chừng khoảng là 5-6 tháng là cái nó đi về, nó kêu xe vô chở đồ về. Không biết các vị có thấy cái tình cảnh này chưa? Chứ nó là sự thật là như vậy đó. Mình nó vô thì hai cái tay không, ra đi chẳng dính trong người mãi mai danh lợi, tâm hơi của tiền. Nhưng mà lần hầu rồi thì ở trong Tịnh Xá rồi thì chỉ chừng nào ngày nào về kêu xe vô chở đồ về, nó khuân không nổi, giác không xong. Mà mai á, là nó về sớm á, nghe cũng cảm ơn nó. Chứ nếu mà nó ở mà nó để sau này nó làm trụ trì á, thôi là không biết là nó làm sao nữa. Nó về sớm, nó kêu xe nó chở đồ về thì cũng may á. Chứ mà để nó ở trong Tịnh Xá, mai mốt nó giao cho nó làm trụ trì là nó kêu xe, không biết là nó bán cái chùa này cho ai nữa. Phải lấy việc tiếp tăng độ chúng, cảm hóa hàng cư sĩ tại gia làm trách nhiệm hàng đầu, không thể lơ là xem nhẹ hoặc là ích kỷ tư lợi để cho ngôi đạo tràng chỉ còn là cái xác không hồn, không thể tự mãn hãnh diện với số lượng cư sĩ đông đảo, hay là xây dựng cơ sở vật chất nguy nga đồ sộ mà cho rằng đã thành công trong trách nhiệm trụ trì. Người trụ trì có tâm đức là người sống vì đạo pháp, vì chúng sinh, không sống cho riêng mình. Cái người mà có tâm đức á, là sống là vì đạo, sống vì chúng sinh, chứ không phải là sống vì mình. Cho nên là nếu mà người nào mà có cái tâm mà gọi là ích kỷ tư riêng á, là làm trụ trì thất bại liền. Quản lý một cái cơ sở tự viện, một cái Tịnh Xá mà cái tâm mà hẹp hòi ích kỷ là coi như thua. Ngày xưa đó, các vị có biết tại sao mà Tổ sư Minh Đăng Quang á, cũng như các đức thầy á, các vị ni trưởng ngày xưa đó, là cứ hễ 6 tháng hoặc là 1 năm á, là phải đổi đi.
à, bây giờ làm trụ trì có giỏi nào, có hay bao nhiêu nữa đó, thì 6 tháng hoặc là 1 năm là phải đổi đi. Trước năm 1975 á, là tất cả các vị trụ trì á, là cứ hễ mỗi 6 tháng có chỗ thì 1 năm là phải đổi đi chỗ khác, không có ở đó nữa. Vì đó ở đó tốt á, làm giỏi đó, nhưng mà cũng phải đổi đi thôi. Đó. Tại sao vậy? Người ta làm tốt rồi để người ta ở chứ sao là phải đổi đi. Bởi vì á, như Hòa Thượng Pháp Sư Giác Nhiên ngày nói đó, ở một chỗ giới luật đâu giữ đủ, tánh tham lam khó trừ diệt lắm mà, lại còn thêm bản ngã với chấp ta, ta sắm tạo, của ta gầy ta dựng. Đó. Bây giờ mình xây cái tịnh xá lên, cái mình nói là cái này công lao của tôi, à, tôi cất cái tịnh xá này. Đó. Rồi sắm cái gì đó thì nói rằng là cái này là của tôi sắm, không? Ta sắm tạo, của ta gầy ta dựng, túi không đáy mãi càng thâu chứa đựng. Cái túi thì nó không đáy, cho nên đó là bao nhiêu cũng không đủ á. Cái tịnh xá mình đó là mình bày ra hết, cất cái nhà này cất thêm cái nhà khác, hết sắm cái này sắm thêm nhà khác, mà sắm bàn sắm ghế đủ rồi. Nhưng mà rồi thì yên tâm chưa, đủ chưa? Chưa đủ. Mấy cái bàn cái ghế này lỗi thời quá rồi nha. Kiếm mấy cái bàn ghế mà đồ cổ, đồ quý đem về để cho nó quay. Đó. Túi không đáy mãi càng thâu chứa đựng, làm chúng sinh muôn kiếp vẫn chúng sinh, chốn mê thành mãi lăn lộn mê thành, trong tam giới vẫn ra vào tam giới. À, cho nên á, mình làm trụ trì rốt cuộc rồi thì cứ đi trong tam giới, không ra khỏi tam giới thì làm sao đây? À, cho nên á, hồi xưa á, là trước năm 1975 á, là các vị phải bị đổ đi là như thế đó, để đừng có cái tâm cố chấp là cái này là của mình, cái tình xá này của mình. Bây giờ thì hình như là ở riêng chỗ cái xong cái mấy vị đó cứ con cái tình xá đó là của mình nghe, cái tình xá đó là của mình. Rồi có mấy người đệ tử mà gọi là đệ tử, nhưng mà thật ra thì mấy người cư sĩ tại gia hay là mấy chú xuất gia vô rồi cái mình nói là đệ tử của mình. Nhất là mấy cái người Phật tử mà có máu mặt có tiền á, là đệ tử thân tính, là đệ tử ruột đó. Chi vậy? Có đáng không? Cho nên á, mình làm trụ trì á, thì mình phải sử dụng cái cơ sở mà gọi là cái tịnh xá đó đó, để trở thành là cái nơi mà hoằng pháp lợi sanh. Hoằng pháp mà lợi sanh chứ không phải là hoằng pháp để lợi mình nha. Quan pháp lợi sanh chứ không phải là lợi mình. Nhưng mà hễ cái việc gì mà làm có lợi cho mình thì mình làm thì không được đâu. Rồi còn các vị nói rằng là bây giờ mình, hồi nãy sở dĩ mà chúng tôi bảo rằng là mình phải ý thức, mình phải tự nhìn lại mình đó là người xuất gia đó, là bởi vì mình đừng còn cái tánh gọi là tư hữu ích kỷ. Mình nói mình không có ích kỷ, mình không có tư hữu. Thực ra đó, hễ mà Phật tử mà cúng dường xây dựng cho tịnh xá thì mình nói là mình chỉ làm cho tịnh xá thôi. Thực ra hễ người ta cúng dường cho mình đó là bao nhiêu á, mình cũng nhận hết, mình không nói dư rồi, mình không có nói đủ rồi. Nhưng mà nếu như mà bên giáo đoàn hay là bên giáo hội hay là mà cần kêu mình là phát tâm ủng hộ cho cái việc gì đó thì nói mình không có tiền. Mình nói mình ngặt gì mình không có tiền. Thực ra thì ông Phạm có tiền, nhưng mà có tiền để làm tịnh xá cho mình. Rồi mình làm tịnh xá, mình làm cái này xong rồi không vừa ý thì đập ra làm lại. Mua cái này rồi, sắm cái này rồi, nhưng mà rồi thì nó không vừa ý thì bỏ mua cái khác. Nhưng mà tiền thì không có.
cứ than không có tiền. Hãy vận động và đóng góp gì đó, ủng hộ gì đó thì nó là không có tiền. À, bởi vì không có tiền để mà làm cái việc mà chung cho giáo hội, chung cho hệ phái, chung cho giáo đoàn. Nhưng mà cái chuyện làm tịnh xá thì tại vì cái này là bổn phận trách nhiệm mình làm trụ trì, mình phải làm. Mà có phải vậy không? Các vị mà đọc chân lý của tổ sư á, nghe, các vị đọc cái bài đầu tiên á, ở trong chân lý á, cái bài gọi là bài Võ Trụ Quang, đúng không? Bài chân lý đầu tiên là bài Võ Trụ Quang. Rồi nếu mà mình không biết á, mình cứ đi nghiên cứu, đi tìm ở trong cái đề tài Võ Trụ Quang này á, những cái gì mà nó cao siêu, nó huyền bí mà nó ở trong vũ trụ này mình chưa biết á, mình tìm ở trong chân lý đó để coi tổ giải thích như thế nào. Thực ra tổ không làm chuyện đó. Mà ở đây á, các vị phải nhìn thấy cái chỗ mà tổ muốn nói đó. Trình bày Võ Trụ Quang là tổ muốn trình bày con đường tiến hóa của chúng sinh từ thấp tới cao, từ tứ đại đất nước lửa gió, rồi tiến lên cỏ cây thú người trời Phật. À, trình bày cái đó để làm gì? Để cho chúng ta thấy cái mối quan hệ mật thiết của mình và những cái người xung quanh, mình và những cái chúng sinh xung quanh, những cái chúng sinh thấp hơn mình, đó là cái hàng thú, hàng cây, cỏ, thậm chí mà đất đá nữa. À, cho nên cái lời chú nguyện á, lời chú nguyện của các vị khắc sĩ á, là mình cầu xin cho tất cả các loài chúng sinh á, nên là kể cả là cỏ cây đất nước gì cũng thành Phật hết luôn. Bởi vì á, là nó tiến lên mà, nó tiến qua lên. Do đó cho nên á, mình không thể sống một mình được, mà là mình phải có cái mối quan hệ cộng đồng này nè. Mình phải nhìn thấy cái chỗ đó. Giữa cái con người với lại muôn thú á, thì nó cũng có cái mối quan hệ với nhau nữa kia, đúng không? Tổ bảo rằng là mình á, là người sinh trước, còn những con thú á, là chúng là sinh sau. Bởi vì nó tiến quá sau, nó tiến quá chậm hơn mình, tiến quá trước, mình lên làm người rồi, còn nó là sinh sau. Đó, cho nên á, mình sinh trước, mình khôn hơn, thì mình là anh. Còn nó sinh sau, nó ngu hơn, nó dại hơn, thì nó là em. À, cho nên các vị đọc cái bài kệ nó đó, khôn hơn ta phải xét xem, trong nom giúp đỡ đàn em dại khờ. Đó là nó là mình phải trong nom giúp đỡ cho những cái loài thú á. Khi lâm nạn chúng bơ vơ, mau tay tiếp cứu chớ ngơ mắt nhìn. Đối với con thú còn như vậy nữa, thấy không? Còn có mối quan hệ của mình và vạn vật xung quanh nữa. Thế thì bây giờ cái mối quan hệ của mình với những cái vị mà pháp lữ xung quanh này thì sao? Cái tình xá kia họ đương xây dựng, họ còn thiếu, họ ngỏ lời nhờ mình hỗ trợ cho họ. Mình thì xây dựng đồ sộ nguy nga, nhưng mà mình than mình có tiền giúp, còn người ta kiếm ra tiền thì thao kệ người ta. Mình lo mình làm cho mình cái tình xá mình cho tốt hơn người ta là ngon rồi đó. Cho nên á, ở cái phần cuối này chúng tôi mới nói á, là không thể tự mãn hãnh diện với số lượng cư sĩ đông đảo, hay xây dựng cơ sở vật chất nguy nga đồ sộ mà cho rằng đã thành công trong cái trách nhiệm trụ trì. Đó, mình không ngon, mình sống một mình rồi cái mình cho rằng là mình tịnh xá mình xây dựng lên tốt như vậy đó là mình là ngon hơn người ta, không phải. Thành thử ra nó làm trụ trì không phải dễ đâu. Rồi mình cứ
cứ muốn làm trụ trì rồi muốn làm gì làm thì cái này thì dễ nghe. Nhưng mà làm trụ trì đúng nghĩa để mà trở thành là coi như là bậc chúng trung tôn á, là cái người mà như Tổ Quy Sơn kỳ vọng á, gọi là làm rường cột để chống đỡ ngôi nhà Tam Bảo á, tâm kỳ Phật pháp đóng lương dụng tác hậu lai quy cảnh, thì cái này á, là mình phải coi lại đó. Cho nên á, là các vị cũng hoan hỷ mình đã hy sinh cuộc đời của mình rồi, phần còn lại thôi tiếp tục tiếp tục hy sinh, hy sinh cho Phật pháp, hy sinh cho chúng sinh đi, phát cái tâm đại thừa là vì mình muốn độ sinh, chí cầu đại thừa vị độ nhân cố. Đây là cái đức thứ năm của các vị xuất gia. Thôi thì các vị có ý kiến gì xin mời các vị cứ cho ý kiến, chứ rồi để chúng tôi nói hoài. Vị nào muốn nói xin mời đưa tay lên rồi chúng tôi chuyển cái micro xuống nói. Thực ra đó cái đề tài này nè, nếu mà trình bày cho hết ý của nó là chúng tôi phải mất 3 buổi kia, chứ không phải là một buổi sáng này đâu. Nhưng mà nói sơ rồi bỏ, chứ còn nói cho hết là cũng phải là mất 3 buổi. Sở dĩ mà chúng tôi nói cho hồi nãy giờ là tới đây ngưng là bởi vì là trong cái kế hoạch đó, mà coi như là để mà mình làm việc là gọi là chia sẻ kinh nghiệm trụ trì đó, thì để cho các vị trụ trì cùng chia sẻ với nhau, chứ không là chúng tôi nói hết thì thôi là cái này sao mà gọi là chia sẻ được. Thì chúng tôi chia sẻ một phần rồi còn các vị cũng phải chia sẻ với nhau nữa. Các vị nào mà đã từng làm trụ trì, đã từng có kinh nghiệm, thì các vị hoan hỷ phát tâm chia sẻ với nhau.